bị trách lợi dụng lôi con kiếm tiền, Quang Linh đáp trả cực gắt, khiến các anh hùng bàn phím phải cứng họng. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Hot 3 phút. Các bạn thân mến, nhắc đến Quang Linh Vlog thì không thể không nhắc đến Lôi Con, cậu nhóc tên thật là Mativado 5 tuổi, là con trai của Martiloy, một thành viên team châu Phi. Trong những clip kênh YouTube 3,7 triệu follow của Quang Linh, Lôi Con được cộng đồng mạng Việt ưu ái dành cho những nickname hài hước như là Idol TikTok hay là Boy châu Phi. Quang Linh dạy tiếng Việt cho Lôi Con, chăm sóc và yêu thương cậu như con trai. Ngược lại thì cậu bé cũng rất quý mến Quang Linh, hai chú cháu đi đến đâu đều như hình với bóng. Tuy nhiên một đứa bé đáng yêu như vậy cũng không thoát khỏi sự tiêu cực của cộng đồng mạng. Đâu đó vẫn có những bình luận khiêm nhã cho rằng Quang Linh lợi dụng hình ảnh Lôi Con cũng như là anh em châu Phi để kiếm tiền. Trước sự vu oan giá họa đầy phi lý đó, mới đây Quang Linh Vlog đã có cách đáp trả cực gắt, khiến những anh hùng bàn phím phải tái mặt, đồng thời khiến bạn bè quốc tế và Việt Nam thán phục trước cái tâm và cái tầm của chàng thanh người Nghệ An. Vậy cụ thể Quang Linh đã làm gì? Xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video này. Cụ thể trong một đoạn clip đăng tải mới đây, Quang Linh đã đề cập tới vấn đề lập riêng quỹ khoảng 500 triệu tặng cho Lôi Con, lo cho tương lai sau này. Nam YouTuber cho biết, sở dĩ anh làm như vậy vì có lý do riêng. Anh nói, Lôi giờ gần như là gương mặt đại diện cho các nhãn nhàng của Quang Linh. Từ Quang Linh Food cho tới Quang Linh Store, nhân dịp sang năm mới cũng có chút chuyện muốn công bố cho mọi người biết. Bắt đầu từ năm 2024 mình sẽ tích góp thành một quỹ riêng cho Lôi, để Lôi sau này có cuộc sống tốt hơn, vì Lôi cũng góp sức nhiều phần bán hàng, nhiệt tình và phụ anh em. Hơn nữa các video đăng tải đều có sự xuất hiện của Lôi, có khác gì một diễn viên đâu mọi người. Quang Linh cũng bày tỏ sự buồn rầu khi bị nhiều khán giả cho rằng anh đang lợi dụng cậu nhóc để bán hàng online. Nhiều người toxic với anh em mình nói, mình lợi dụng người này người kia, mình không thích bị nói xấu như thế. Chàng trai Nghệ An thẳng thắn. Hot YouTuber nói thêm việc lập quỹ sẽ được giấu kín với gia đình Lôi, bởi Quang Linh sợ nếu nói ra gia đình sẽ ỷ lại vào số tiền, không quan tâm chăm lo cho cuộc sống nữa. Hành động và suy nghĩ thấu đáo hợp tình hợp lý của Quang Linh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Số đông cũng cho rằng phần thưởng quỹ dành riêng cho cậu bé Lôi Con là hoàn toàn xứng đáng. Báo châu Phi tuyên bố hàng triệu người châu Phi đang chết đói cho đến khi Việt Nam xuất hiện. Chúng tôi không cần Mỹ và châu Âu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, châu Phi với những khoáng sản quý báu, dầu mỏ và sự đa dạng về động thực vật là một trong những lục địa giàu tài nguyên nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đối nghịch với sự giàu có của thiên nhiên, người dân và nền kinh tế của nhiều quốc gia châu Phi vẫn phải đối mặt với sự nghèo đói và thiếu hụt phát triển trong nhiều năm qua. Các nước phát triển ở châu Âu, châu Á đã nhiều lần chung tay giúp đỡ châu Phi bằng các khoản vay và viện trợ, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không mang tính dài hạn. Trong khi đó, Việt Nam xuất hiện đã mang lại cho lục địa đen nhiều hơn những gì họ mong đợi. Việt Nam đã làm gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Mới đây, trên trang điện tử narakeglobal.com, một trong những trang điện tử lớn nhất của Zambia, đã cho đăng tải một bài viết đáng chú ý liên quan đến Việt Nam. Với tiêu đề Các quốc gia châu Phi cần một Việt Nam, hơn cụ thể bài viết đã chia sẻ những thông tin về nạn đói khủng khiếp đang diễn ra tại các quốc gia châu Phi, với những số liệu rất đáng báo động. Được biết họ có gần 480 triệu người ở châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng đói và suy dinh dưỡng ở mức độ cao. Khi nguồn cung ngũ cốc trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột giữa Nga và Ukraine, cộng thêm nội chiến ở nhiều quốc gia châu Phi, biến đổi khí hậu khiến cho các đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt hay cháy rừng có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn và hậu quả của đại dịch Covid-19 để lại. Tất cả các vấn đề trên đã khiến cho tình hình mất an ninh lương thực của châu Phi ngày càng trở nên xấu đi. Thống kê cho thấy phần lớn dân châu Phi, khoảng 78% hoặc hơn 1 tỷ người không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh, so với 42% ở cấp độ toàn cầu. Và con số này đang ngày càng tăng lên, trong đó có khoảng 60% đến 82% dân số của các quốc gia được coi là nghèo nhất châu Phi. Điển hình như Somalia, Madagascar, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Malawi, Cộng hòa Dân chủ Congo sống dưới cả mức nghèo khó trong nhiều năm qua. Các tổ chức quốc tế và các cường quốc lớn đã không ngừng kêu gọi và giúp đỡ châu Phi bằng các chiến dịch xóa đói giảm nghèo, các khoản viện trợ, trợ cấp lương thực kết xù, con số viện trợ lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nhưng đó cũng chỉ là hành động đem muối bỏ biển, chỉ là những kết quả tạm thời vì chỉ giúp người dân châu Phi thoát khỏi cái đói ngay lúc đó, chứ không hề mang lại tính hiệu quả và lâu dài. Trong khi đó, tác giả bài viết cho biết, đã tình cờ biết đến các video của nhóm bạn trẻ Việt Nam đang có những hoạt động giúp đỡ mang tính hiệu quả cao đối với những người dân tại Angola. Với những sự giúp đỡ rất thiết thực từ việc tận tay chỉ dẫn, hướng dẫn thực tế cho người dân nơi đây cách trồng ngô, khoai, rau màu, đến việc cung cấp giống, phân bón,
hướng dẫn cách điều tiết nước và vô số những hoạt động nông nghiệp bổ ích. Thay vì cho cá hãy cho cần câu là cách giúp đỡ mà các bạn trẻ Việt Nam đang áp dụng và đã làm thay đổi hàng chục ngôi làng nghèo khó tại châu Phi. Đây mới là điều mà người dân châu Phi cần nhất, bởi nó thiết thực hơn nhiều so với việc cứ vung tiền mà không có bất kỳ kế hoạch lâu dài nào. Chúng ta đều biết châu Phi là khu vực có chỉ số tham nhũng cao nhất trên thế giới và là nơi có nhiều quan chức tiêu xài phung phí. Mà tham nhũng cũng chính là nguyên nhân dẫn tới đói nghèo liên miên và nghiêm trọng hơn là phá vỡ hệ thống kinh tế của cả đất nước. Thế thì câu hỏi được đặt ra ở đây là viện trợ để làm gì? Viện trợ dưới danh nghĩa giúp đỡ nhưng lại gián tiếp góp phần đưa các quốc gia vào thế đã bế tắc lại càng bế tắc hơn. Đó cũng là nguyên nhân mà tác giả bài viết cho rằng châu Phi cần Việt Nam hơn bất kỳ một quốc gia nào khác, kể cả Hoa Kỳ, Trung Quốc hay các nước châu Âu cũng không bằng được. Thực chất là các chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp của các nước tiên tiến hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt ở châu Phi. Nạn đói kéo nhiều năm khiến cho người dân châu Phi phải lo toan về cái ăn cái mặc, chứ chẳng chú tâm đến việc học tập và nâng cao trình độ. Do đó hầu hết người dân ở đây đều không có kiến thức đủ tốt để sản xuất nông nghiệp hiệu quả, khiến những nỗ lực phát triển nông nghiệp ở khu vực này đi vào bế tắc. Một người nông dân ở Mariana kể khổ: "Họ cung cấp các giống lúa, ngô và rau màu cho chúng tôi, mở các lớp học đào tạo gieo trồng ngắn hạn, bảo chúng tôi hãy cầm chúng về trồng. Chúng tôi không có nước, không có máy bơm nước, không có thuốc trừ sâu, không có phân bón, nên những loại cây trồng cho ra năng suất rất thấp, không thể giải quyết được nạn đói." Ông cũng nói thêm: "Chúng tôi cần những chuyên gia tận tay hướng dẫn cách làm, cách xem bệnh và xử lý bệnh rau màu, cách điều tiết nguồn nước. Chúng tôi có rất ít kiến thức canh tác, vì từ xưa đến nay chúng tôi luôn phó mặc tất cả cho tự nhiên. Do đó nếu chúng tôi cần, cái chúng tôi cần là sự hướng dẫn trực tiếp về mặt kỹ thuật." Không biết được có nhóm bạn trẻ Việt Nam do chàng trai Quang Linh dẫn đầu đã tìm cách giúp đỡ những người dân tại Angola phát triển nông nghiệp và nó thực sự hiệu quả. Chủ bài viết đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ các chàng trai ở team Quang Linh đã dành thời gian hơn 3 năm để phát triển những cánh đồng từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn với số tiền túi của mình và tiền quyên góp từ các mạnh thường quân để giúp đỡ cho người dân châu Phi. Với kinh nghiệm của con nhà nòi trong việc canh tác nông nghiệp, team Quang Linh đã truyền bá những kiến thức canh tác, hỗ trợ là máy bơm nước, dẫn nước tận vườn, chỉ dẫn cách phát hiện sâu bệnh hại và thậm chí là nhiệt tình mang cả những giống mới có năng suất cao từ Việt Nam sang cho những người dân Angola. Kết quả đạt được thì phải nói là thành công ngoài mong đợi. Mấy ngày nào chỉ là những mảnh đất khô cằn bị bỏ hoang thì bây giờ đã trở thành những cánh đồng ngô xanh mướt và có thể cho năng suất quanh năm. Ngoài ra, team Quang Linh còn nhiệt tình đào tạo cho người dân nơi đây các ngành nghề khác nhau như đan lát, chiếu thủ công, rèn sắt hay là làm mộc để họ có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Đặc biệt, các chàng trai Việt Nam còn xây dựng trường học, nhà thờ để truyền tải kiến thức và tinh thần đoàn kết cho người dân. Tất cả những việc làm này đã mang đến một bộ mặt mới cho những ngôi làng tại Angola, một tương lai bền vững hơn. Đây mới thực sự là những gì mà châu Phi cần, chứ không phải là những khoản viện trợ tiền mặt hay là lương thực cứu đói. Vì thực tế, các khoản tiền, các khoản lương thực có được đến tay người dân hay không, hay nó đã chui vào túi của những vị tham quan thì không biết được. Vậy mới nói châu Phi cần một Việt Nam hơn cả một quốc gia nào khác trên thế giới, một quốc gia sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, giống như cách họ đã vượt lên trong quá khứ. Hy vọng mô hình này của người Việt sẽ ngày càng được nhân rộng và giúp đỡ được nhiều người dân châu Phi hơn, chứ không còn được giới hạn trong phạm vi Angola nữa. Là một tổ chức liên chính phủ, liên quốc gia, họ cũng không thể đi sâu vào đời sống người dân như team Quang Linh, lại làm rất tốt những điều đó. Bởi vậy mà vị sứ giả Angola đã dành những lời khen ngợi cho Quang Linh và team của anh. Quang Linh bày tỏ mình sẽ giúp đỡ mọi người xung quanh khi còn có thể. Nếu mọi người vẫn còn muốn theo dõi ủng hộ thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm những việc làm ý nghĩa này với những hành trình thiện nguyện đáng quý của mình và team. Các bạn thân mến, có thể nói hình ảnh Quang Linh và những người bạn tại châu Phi đang giúp cộng đồng tràn đầy xúc cảm, tự hào vì những trái tim Việt Nam đang tỏa nắng, góp phần sự ấm cuộc sống đầy khó khăn ở châu Phi. Kính thưa quý vị, khi nhìn thấy một chàng trai quê Nghệ An đem đến nụ cười cho những người châu Phi với điều kiện sống vô cùng hạn chế, có thể nói trong thời đại dễ dàng tiếp cận thông tin mà chúng ta đang sống giữa vô vàn những sản phẩm giải trí giật gân, gây sốc, khiến cho dư luận phải đặt dấu hỏi rất lớn về giá trị nhân văn. Phạm Quang Linh cùng với team châu Phi của mình chính là một màu sắc đẹp và đáng quý. Đó không chỉ đơn giản là sự tích cực, tình cảm không vụ lợi giữa người với người, mà còn là niềm đam mê, niềm tin cho những người Việt Nam có đam mê sáng tạo nội dung trên mạng Internet rằng luôn có một bộ phận rất đông người muốn được theo dõi những nội dung có tính nhân văn, sự thư tử tế. Hình ảnh Quang Linh và những người bạn tại châu Phi đang giúp cho cộng đồng tràn đầy xúc cảm, tự hào về những trái tim Việt Nam đang tỏa nắng, góp phần sưởi ấm cuộc sống đầy khó khăn ở châu Phi. Có thể nói tình yêu là sự cho đi,
đâu đó cách Việt Nam hơn 10.000 km, đang có một người con xứ Nghệ vẫn hàng ngày mang đến cho những người nghèo khổ ở đó tình yêu, sự may mắn. Với tất cả những điều ý nghĩa nói trên, cũng không hoa khi đại sứ Angola thẳng thừng nói Quang Linh đã làm được nhiều điều mà Liên Hợp Quốc mãi vẫn chưa thể làm. Quý vị và các bạn nghĩ sao về ý kiến này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.